Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh và hai con gái bị bắt. C01 đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ba bị can tại 9 địa điểm. Hàng trăm cảnh sát vũ trang đã phong tỏa trụ sở công ty Tân Hiệp Phát trên quốc lộ 13 để khám xét. Theo C01, việc khởi tố và bắt tạm giam ba cha con ông Thanh nằm trong diễn tiến giải quyết đơn của một số người ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Họ tố giác ông Thanh, bà Uyên Phương, bà Bích và một số cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản. Những hành vi này liên quan đến các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn tố cáo, ông Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng.